Hôm nay mình sẽ giải đáp một cái thắc mắc mà mình tin rằng là nó là chìa khóa để giúp cho rất nhiều bạn, có thể là có bạn trong đó nữa nhé, trong cái việc là định hướng để mình học guitar làm sao cho nó hiệu quả hơn, đặc biệt là những người tự học trên YouTube. Tại sao mình nói ra điều này? Bởi vì kênh học đàn guitar.net và Guitar for Freedom đã ra đời mấy năm trời rồi, và mình thấy rằng là rất nhiều bạn có cùng một cái thắc mắc, cùng một cái câu hỏi rất là nhiều lần. Và mình thấy rằng là các bạn đó, mình cũng vô thử cái kênh đó bạn xem, mình thấy các bạn đánh một là không có đánh gì hết, hai là đánh xài bê bét đó, hoặc là nói chung là không đi tới đâu cả. Thì một cái lý do cực kỳ quan trọng mình cho rằng là khi các bạn học trên YouTube, đó chính là các bạn không biết cái nào phù hợp với cái trình độ của bạn để bạn học. Điều đó cực kỳ quan trọng. Các bạn thấy rằng là một cái bài hát, một ai đó đánh, bạn nhìn hay quá, thích quá, thế là ráng mò mẫm tập theo. Có ai chỉ không? Mò mẫm tập theo, nhưng mà tập hoài không được các bạn. Lý do là sao? Bạn đâu có đủ trình độ đến mức đó để bạn tập. Giống như bạn thích là một bức tranh vẽ rất đẹp, nhưng bạn là chưa biết cách là vẽ các khối đơn giản, bạn chưa biết cái cách dùng màu đơn giản, thì bạn dù cố gắng như thế nào các bạn cũng không thấy làm giống như người ta được. Đó là lý do rất nhiều bạn thường xuyên comment theo cái kiểu như thế này: dạy một cái đoạn như vậy mà không chỉ bấm mà bấm, làm sao người ta biết? Intro gì mà bấm cái tay, đọc cái nốt như vậy mà không chỉ vô ngăn, làm sao người ta biết bấm? Thì xin thưa với các bạn là YouTube nó rất là nhiều cái người dạy, và mỗi một người dạy nó lại có nhiều cái trình độ, có bài học khác nhau. Giống như các bạn xem ở trên Guitar for Freedom hoặc học đàn guitar.net, các bạn thấy là có những cái bài mình chỉ bấm hợp âm đơn giản, tức là sao, dành cho những bạn có trình độ rất là thấp. Còn những bài mình solo nhanh thôi, thì có những bạn trình độ phải cao hơn mới học được. Thì không thể là mình dạy cái bài mà trình độ cho cao hơn mà bạn phải chỉ chi tiết như vậy. Thì những cái bạn đã biết rồi, hô vô nó, trời ơi, nếu muốn học bài này, ai mà chưa biết cái gì hết làm sao học? Giống như mình chỉ điểm bài hát cho bạn mà các bạn còn chưa biết bấm hợp âm, các bạn vô nó la thứ sao không chỉ bấm đi, giờ chỉ điểm. Thì nếu các bạn chưa biết những hợp âm đó thì các bạn không nên xem cái bài này, và rất nhiều bạn không nhận ra được điều đó. Do đó là bay vô cái video nào đó cứ học sao mà nó không chỉ sao học được. Thì thật ra là do các bạn chưa biết được rằng là các bạn trình độ của bạn phải học cái nào trước. Và đó là một cái vấn đề mà các khóa học online hoặc là các người thầy dạy nó sẽ họp hơn cho các bạn. Nếu các bạn có điều kiện ra một cái trung tâm gần nhà, uy tín nào đó, các bạn nên đến học, thì bao giờ cũng có một cái giáo trình, có rất nhiều cái cách tiếp cận để dạy, nhưng mà một cái giáo trình tương đối bài bản thì sẽ giúp cho các bạn đi nhanh và các bạn định hướng được là mình phải học cái nào trước, học cái nào sau. Và khóa học guitar cơ bản cho người chưa biết gì của Đăng Khoa đã ra trong cái cuối tháng 4 vừa rồi, thì nó đang giúp ích cho cả trăm bạn đã đăng ký và phản hồi rất là tích cực. Bởi vì mình dạy rằng là từ con số 0 đi lên từ từ, mà rất là chi tiết, rất là tỉ mỉ, để các bạn có thể tiếp cận và học nó một cách là bài bản căn bản nhất. Chứ nếu các bạn cứ lên, các bạn thích một cái clip nào, các bạn bấm vô, mình không nói là 100% không học được theo kiểu đó các bạn. Một vài bạn có năng khiếu, có khả năng học được, nhưng mà con số rất ít, cam kết luôn, rất là ít. Còn đa phần là nếu mà các bạn không biết gì cả, các bạn bay vô, các bạn cố gắng tập thì các bạn mau nản lắm. Bởi vì nó vượt quá cái khả năng của các bạn. Giống như bây giờ bắt các bạn mà chạy 100 m mà 10 giây, bao nhiêu bạn chạy được? Hầu như không có, đúng không? Bởi vì các bạn phải tập từ từ, mình chạy được là dưới 10 giây nhưng mà phải là 60 m, 70 m, từ từ mới lên 100 m. Chứ bạn bắt nhanh lên liền, các bạn cố gắng hết sức, các bạn cũng không bao giờ đạt được. Do đó là nếu được, hãy tìm một người thầy, một cái giáo trình online dạy học online, hoặc là một người thầy bên ngoài sẽ giúp các bạn học nhanh hơn. Khi các bạn học như vậy không, từng giai đoạn các bạn lên, các bạn xem những kênh học đàn guitar.net, Guitar for Freedom của mình, lướt qua lướt lại thấy có những cái bài nó đơn giản phù hợp, các bạn tập thêm được đó, nó sẽ giúp ích cho bạn hơn đó. Còn một điều nữa thứ hai mình muốn nói với các bạn là rất nhiều bạn hỏi mua giáo trình, và đó là điều lãng phí tiền bạc nhất mà mình nói thật với các bạn. Mua giáo trình là điều lãng phí nhất. Trên các clip mình hướng dẫn các bạn có hình ảnh chỉ bấm sửa như thế này, các bạn nghe bằng lỗ tai, các bạn đánh còn chưa chắc được,
Nói chi các bạn cầm một cuốn sách. Khi các bạn có trình độ, học có nền tảng rồi, các bạn mua cuốn sách, các bạn học sẽ được. Nó sẽ tiếp thu cho các bạn. Giống như mình, có trình độ cơ bản rồi, mình có rất nhiều sách ha, mình đọc và mình tiếp thu được. Còn nếu các bạn chưa biết gì cả, các bạn mua sách về thì cam kết các bạn rất nhiều cái câu chữ các bạn đọc, các bạn không hiểu được. Thậm chí cái hợp âm người ta vẽ nó lên vậy thôi, các bạn mò, các bạn bấm, nhiều bạn bấm còn sai nữa. Ha, trong đó là vướng đủ thứ kìa. Do đó các bạn mua giáo trình mà khi các bạn là con số 0, chưa có trình độ hoặc là trình độ rất là thấp, thì nó sẽ không giúp ích gì cho các bạn, và các bạn sẽ dùng cái giáo trình rất là nhanh. Do đó hãy học ở bên ngoài. Một là kiếm một cái khóa học online dạy bài bản cho các bạn. Còn thứ hai, có thể đi đến trung tâm hoặc là một người nào đó dạy uy tín có thể hướng dẫn các bạn cơ bản để bạn nắm được. Sau đó bạn mua giáo trình về, các bạn tham khảo thêm. Đó, các bạn học trên YouTube sẽ giúp cho các bạn đi nhanh hơn nhé. Thì hy vọng một vài chia sẻ này sẽ giúp ích cho các bạn đang có mất định hướng. Học hoài sao cũng không được gì, học cái này sao cũng chưa hiểu cái kia. Hãy cố gắng thay đổi một tí sẽ giúp ích cho các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.